Dương Thảo Lan. Kìa, ông là ai? Tôi là một gã ăn mày khốn khổ. Một gã ăn mày à? Vậy mà tôi cứ tưởng ông cần gì? Bạc tiền hay cơm gạo? Thưa bà, tuy tôi là một gã ăn mày khốn khổ nơi đầu đường xóa chợ, nhưng hôm nay tôi đến đây không phải dừng ý khất thực hàng ngày. Nếu như vậy thì ông muốn gì? Tôi muốn nhìn lại nhung nhan của bà cho thỏa lòng mộng nhớ. Câm ngay, gã ăn mày hỗn láo! Ngươi là ai? Ngươi là ai? Đây, bà hãy nhìn cho rõ kẻ hỗn láo này là ai. Trần Bảo, anh vẫn còn sống. Dương Thảo Lan, đừng bảo ơi, em gian anh cho tới gần. Tại sao em muốn lánh mặt anh hạ Dương Thảo? Tại sao? Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây đành phải quay lưng cuối. Cảm ơn con. Mặt chúng chạy người xa. Trời ơi, Dương Thảo Lan, để cô quên đi chuyện tình ngang trái. Cho dù lòng em vẫn còn thương còn tại làm sao vừa gặp lại nhau, sao em chẳng buồn? Xin anh hãy xem người bộ phận, vì hiện tại em là tù tâm tối, tôi cứ sợ cứ lo cho người tôi yêu phải nắm chờ tháng đôi. Sợ từng cơn gió rét, sợ lúc trời đổ mưa giông làm cho lợp hồng môi thắm mắt biết em xanh tóc mây dạ dời, bao nỗi nhớ niềm thương rãy rứt con tim làm cho ai ngày ngày phải mòn mỏi nhớ mong năm canh chay thập theo thương đời qua lạnh lẽo chốn cô phong. Trần Bao, Thảo Lan ơi, nàng là lại cô nhân nơi xa khi góc chết trở về tìm người cô, nhưng có ngờ đâu lâu mong ngày xưa đâu còn nữa, người của tôi yêu đã ghé lối xa đi. Bà ơi, xin anh hiểu cho em mà đừng buồn chết. Cả ngày anh trong kỷ niệm năm nào, trả lại xa vớm dưới cành lá. Cành lá đã sớt rơi mau, còn đâu một áng mây bay, còn đâu kỷ niệm năm nào. Dừng trả lại ngày xưa. Cành lá ngày ấy xinh non bắp tròn, Trần Bảo anh ơi, ai yêu chung hiếp đâu phải vì sự giàu sang, mà em thấy lòng đôi cha vốn khó thân sang, hoa lời vàng đã tình con nghe xưa hồ tặng nhau, gả hai tiếng thì chúng em đi gìn giữ những khuôn
ba giờ có yêu tôi thì tại sao đành tâm đuổi đơn xa một cô thôn nữ bên sông Lương ngày ngày giặt lúa nay đã trở thành tổng bà ơi cho tới nay tôi mới biết tôi đã lầm cái xe lâu dài.